Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Car Thủ Đức cùng em Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là trung tâm mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng và cam kết 100% xe bán ra là xe nguyên bản, không lỗi, không âm đụng và không ngập nước nha. Tất cả những video trước thì em Quỳnh đã giới thiệu cũng như là báo giá về tất cả thông số kỹ thuật, thông tin xe. Ngày hôm nay thì sẽ là một video rất là đặc biệt vì trước màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Elantra Sport 2020. Em Quỳnh đang đứng tại Game Auto và chiếc xe nhà em Quỳnh đang được phủ ceramic để có thể trưng bày tại cửa hàng đẹp hơn. Thực ra sau này khi mà cái trung tâm spa của Auto Sài Gòn Ca phát triển thì tất cả các sản phẩm bán ra của Sài Gòn Ca em Quỳnh sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người phủ ceramic cũng như là phủ gầm để cái xe, tức là chiếc xe của mọi người cũng người mới ta đúng không ạ? Xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà tất cả những cái bề mặt về ngoại hình, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao ạ? Chúng ta sẽ cùng đi khám phá những tính năng cơ bản, sau đó thì cũng như là ngắm qua quá trình phủ ceramic của Game Auto nhé. Đây là bản 1.6 Sport, xe được sản xuất và đăng ký năm 2020. Sử dụng nước sơn là màu đỏ, đăng ký biển tỉnh nhé. Lăn bánh loanh quanh được hơn 40.000 km. Hiện tại đang chào bán ở Sài Gòn Car với giá là 655 triệu, có hỗ trợ trả góp ngân hàng, bao rút hồ sơ gốc cũng như là giao xe tận nhà cho quý anh chị ạ. Đây là cái form mới nhất nhá. Đến 2022 thì hiện tại thì vẫn sử dụng cái form này. Chúng ta bắt gặp ở Elantra bản 1.6 Sport là bộ mâm 5 chấu kép 17 inch, khá là thể thao và khỏe khoắn đấy ạ, so với cả những chiếc xe cùng phân khúc. Lốp chạy hơn 40.000 rồi nhưng mà chất liệu của lốp Hyundai rất là tốt. Em Quỳnh đang đứng ở phòng phủ ceramic nha. Mọi người cứ nhìn đi, tham quan xem quá trình phủ ceramic của chiếc xe này như thế nào. Tạo lên một độ bóng đẹp hơn này và có những chống cái những xước răm khi mà sỏi đá bắn vào. Đây là cái viền viền đèn nhá, viền đèn trần nó rọi xuống đấy ạ. Hệ thống đèn LED và đèn LED tự động bật tắt ban ngày là có ở trong chiếc Elantra Sport này. Chúng ta nhìn qua một chút nhé. Và chất liệu và cản trước sau 4 vạn sử dụng, đây có một xước một chút nhựa nhựa đấy thì không sao cả. Đến chiều nay thôi là chiếc Elantra này đã hoàn thành và trưng bày tại Sài Gòn Car rồi đấy ạ. Anh chị nào mà yêu thích nó thì qua trực tiếp Sài Gòn Car để trải nghiệm sở hữu và lái thật chiếc xe này nhé. Đối với bản Elantra Sport này thì có rất nhiều option để em Quỳnh muốn nói tới mọi người. Gương gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, cruise control, sưởi ghế, sưởi vô lăng và vô lăng tích hợp 3 chấu. Chúng ta cùng cái bên này thì đang phủ nhá, đang phủ lốp cái cánh lái. Chúng ta sẽ mở hàng ghế sau để theo dõi. Elantra thì là một chiếc xe trong phân khúc thể thao, cuối phân khúc hạng C một chút nên cái chiều dài cơ sở rất là rộng. Kể cả đối với người tiêu dùng từ trên 1m8 đổ lên thì chúng ta ngồi hàng ghế sau chúng ta không hề bị chật hẹp nhá. Hiện tại thì chiếc ghế của Elantra Sport là ghế da nguyên bản và đây là ghế da cao cấp và chỉ có trên phiên bản 1.6 Sport của Elantra mới có thôi ạ. Hệ thống điều hòa thì cửa gió phía sau là có nên là hệ thống làm mát rất là nhanh khi mà sở hữu trên xe. Ngoài trời nóng mà đậu lâu á, chúng ta sử dụng điều hòa của chiếc này thì xe đã làm mát nhanh và chúng ta dễ chịu hơn rồi phải không ạ? Một cái điểm nữa là cái về phần đuôi xe thì thiết kế mềm mại hơn và trông như những dòng xe sang phải không ạ? Ở phiên bản nguyên bản của Elantra thì đã tích hợp được cam lùi và cảm biến lùi rồi ạ. Đây là nút bấm mở cốp nhá. Trên thương hiệu Hyundai thì đây là nút bấm mở cốp của chúng ta. Nhiều anh chị cứ hỏi em là nút bấm ở đâu. Thực ra trên cạnh ghế lái là cũng có nút giật cốp đấy ạ, nhưng mà đã tiện lợi hơn và trông gọn gàng hơn rồi không ạ? Đây là cảm biến lùi theo xe nhé. Xe đăng ký biển tỉnh, loanh quanh được hơn 40.000 rồi. Chất liệu xe còn rất mới. Và anh chị nào mà yêu thích phủ ceramic thì hãy đến với Game Auto hoặc là liên hệ Sài Gòn Car. Chúng ta ngắm qua nội thất một chút nhé. Em Quỳnh đóng cái cửa bên này vào cho đỡ bụi. Xe thì sau khi phủ ceramic lên thì chắc chắn là phải dọn dẹp và bàn giao xe cho quý anh chị rồi ạ. Đối với cả option của Elantra bản 1.6 Sport thì có gương gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, cruise control, vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều tính năng cơ bản như là chỉnh volume, hệ thống điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay. Chúng ta nhìn qua một chút màn hình cảm ứng 7 inch nữa này. Và đặc biệt là ở phiên bản này thì có cửa nóc nha. Hiện tại thì nhà em Quỳnh đang sẵn hai chiếc Elantra cả màu đen cả màu đỏ. Màu đen là bản 2.0 full,
Còn bản màu đỏ là 1.6 Sport. Ở bản 1.6 Sport thì có 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport và Smart ạ. Nên là chúng ta có thể thay đổi chế độ lái ở tất cả các địa hình khác nhau. Và đặc biệt là ở bên cái cánh cửa lái kia thì đang phủ nên em Quỳnh không thể mở ra được. Ghế lái là chỉnh điện 10 hướng nha. Ghế da bọc, ghế da cao cấp rồi, lên có cả sửa ghế ở hai hàng ghế trước đây. Trên cần số thì có tích hợp một số tính năng Drive Movie này, cảm biến quanh xe. Không phải. hơi nhầm một tí. Đây nhá, đây là trong cái quá trình phủ ceramic thì các bạn nhân viên ở trung tâm spa. Game Auto là một trong những cái đối tác chiến lược của nhà em Quỳnh, và chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ có trung tâm chăm sóc xe của Auto Sài Gòn Car. Gương chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ đây. Chúng ta vừa nhìn qua, em Quỳnh giới thiệu qua đây nhé, vì trong cái không gian của cái phòng phủ ceramic này thì hơi hẹp một chút. Và những cái công dụng của phủ ceramic thì giúp cho xe bóng sáng và mới hơn, cũng như là đảm bảo về độ an toàn tuyệt đối khi mà xước dăm là quanh xe là không có nhá. Nhưng mà đối với trường hợp mà bắn viên đá mạnh vào xe là em Quỳnh không cam kết rằng là xe nó không xước đâu, vì phủ ceramic là như một cái gì spa ngoại hình lại của em nó thôi. Còn một bước phủ gầm và phủ bên cánh lái nữa là xe này sẽ hoàn thành và được trưng bày tại Sài Gòn Car. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin một chút của chiếc xe này nhé. Elantra 1.6 Sport, xe được sản xuất và đăng ký năm 2020. Đăng ký biển tỉnh, sử dụng nước sơn màu đỏ và nội thất là ghế da màu đen. Ghế da cao cấp nhé. Hiện tại đang được chào bán ở Sài Gòn Car với giá là 655 triệu. Anh chị nào mà yêu thích Elantra Sport hoặc là yêu thích Sài Gòn Car thì hãy liên hệ em Quỳnh nhé. Em Quỳnh sẽ hỗ trợ tư vấn để mọi người lái thật, trải nghiệm cũng như là sở hữu những chiếc xe mà quý anh chị yêu thích hơn ạ. Mọi người nhớ like, theo dõi cũng như là để lại comment phản hồi những cái gì chưa được của em Quỳnh thì em Quỳnh sẽ khắc phục để hoàn thiện hơn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.